Rồi, dạ Ngô Nguyễn xin chào đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube Ngô Nguyễn của em nha. Đây, mình qua đây tí xíu đi, chia sẻ với mọi người. Hôm nay lần thứ hai em đến bên cửa hàng này để mà cập nhật tiếp cho mọi người anh chị mình những cái giá xe trong cái dịp mà chuẩn bị coi như là cuối năm thì chắc là ai cũng biết rồi. Mỗi dịp đặc biệt mới chuẩn bị cũng vào lương rồi. Và vào lương này là coi như vào lương là cuối năm luôn rồi anh chị. Nên là mình cũng tranh thủ mình coi một chiếc xe nào ăn Tết luôn nha anh chị ha. Thì bây giờ em giới thiệu lại cho mọi người cái địa chỉ cho anh chị các bạn cô chú mình nắm rõ hơn tí xíu nha. Rồi vô gặp chị chủ sau. Ở đây là cái hàng xe máy Quang Huy nha anh chị ha. Mua bán và hỗ trợ trao đổi xe cũ, có hỗ trợ trả góp luôn. Ở đây là địa chỉ là 146 Đỗ Văn Dạy, Tân Hiệp, Hóc Môn. Còn số điện thoại anh chị thì em đang để trên màn hình rồi. Đó thì cái số đó là số của chủ cửa hàng. Mình mua xe hay mình thắc mắc cái vấn đề nào, mình cứ thoải mái alo kết bạn Zalo về hai cái số mà em đang để trong hình anh chị nha. Còn bây giờ thì ở đây là Hóc Môn, mà không biết cái địa chỉ như thế này nhưng mà cái đường đi nó như thế nào mà cho rõ hơn tí xíu á thì mời các bạn anh chị mình vô trong gặp chị chủ luôn ha. Đó, để chị chia sẻ mình cho rõ hơn. Cửa hàng thì cũng nhiều xe lắm các bạn anh chị, những tầm xe thấp thấp để rẻ tiền mình đi làm này, xe Nhật thì mình thấy cũng có nè, rồi bên trong khi chờ rồi cũng có nữa. Rồi chị chủ anh mình ra đây chút xíu nha, chào các bạn cái chị. Rồi chào mọi người ha. Xin chào bà con cô bác cô chú anh chị đang xem kênh Ngô Nguyễn cũng như là đang quay trở lại để xem em báo giá một lô xe rẻ cho quý khách hàng. Dạ. Không biết là hôm trước mình lên clip cái lần đầu không biết được có được anh chị các bạn ủng hộ nhiều không chị? Trước hết thì em cũng xin cảm ơn là cô chú anh chị đã ủng hộ em rất là nhiệt tình trong cái video trước. Rồi như hôm nay em cũng mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị thật là nhiều hơn. Nhân dịp đầu năm mới em xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị, bạn bè một lời chúc sức khỏe cũng như là một năm mới thật là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Thì trước khi hôm nay mà chị em mình quay báo giá xe thì chắc là nhờ chị chủ dẫn em với các bạn mình vào trong mình tham quan hết xe mình được có những dòng xe nào trước đi chị ha. Rồi, hàng ngoài chắc là các bạn cũng thấy rồi đúng không? Thôi mình cho qua hàng ngoài đi, tí xíu mình quay lại. Ở trong đây thì mình thấy là có Future X đây các bạn. Future X rồi dòng tay ga thì ở đây mình có Vision, Liberty, Lead. Và đặc biệt ở đây mình thấy có hai con Future 1 nữa nè. Future 1, rồi Future Neo, và Future Map thì phía sau là cũng có. Quay thái, rim thái gì bên dưới cũng có luôn. Thì camera xuống dưới để mà quay cho mọi người theo dõi giùm anh cái nha. Đó, rất là nhiều luôn. Nói chung thì hồi bữa là em cũng đang là ít dòng xe, hôm nay em đã nhập thêm cái nhiều dòng xe để phục vụ thêm cho quý khách hàng. Dạ. Không biết hôm nay mình có cái tầm xe nào mà thấp thấp tiền không chị? Để rẻ tiền cho bà con mình đi làm không? 3-4 triệu gì đó đều có. Rồi ok ha. Đây giờ chị em mình ra phía trên đây lại đi. Rồi giờ nhờ chị báo giùm em con nào mà tầm rẻ rẻ trước cái đi rồi chị em mình hỏi về vấn đề trả góp rồi sao. Rồi bây giờ có mấy con xe này nè. Nào con nào đâu chị? Con xe cúp này, cúp đời đầu này dành cho mấy em học sinh đi học hoặc là mấy cô chú tạm thời đi làm, tạm thời khi chưa mình chưa mua được cái những cái dòng xe cao hơn thì mình mua tạm thời những cái xe này đi, vừa bền mà lại cũng rẻ nữa. Dạ. Đây camera quay giùm anh con cúp này đi ha. Ở con này thì mình để giá bao nhiêu chị? Con này thì em để giá là 3 triệu ạ. 3 triệu ha. Đúng rồi. Cái này là cúp Honda nha chị, không phải cúp liên danh đời mới đâu nha. Cúp Honda đời 78. Dạ. Con 78 nha, thì giấy tờ mình đầy đủ đúng không chị? Giấy tờ đầy đủ, nói chung cửa hàng em bán là giấy tờ đầy đủ chứ không có bán mấy cái dòng xe trôi nổi đó. Đúng rồi, ok luôn. Xe Nhật giá 3 triệu đồng. Đúng rồi. Ok rồi anh chị ha. Còn còn tiếp theo mình còn con nào mà nó thấp thấp tiền cỡ con này nữa không? Mình làm con nữa đi rồi mình hỏi chị sao. Trong này có một con nữa. Trong này luôn hả? Trong này cũng con cúp cúp đời 78 luôn. Cũng 78 luôn. Đúng rồi, con này thì nó nhỉnh hơn chút nên là em bán giá là 4 triệu rưỡi. Rồi, 4 triệu rưỡi. Con này nhìn nó liền hơn chị ha. Dạ, con này nhìn nó liền hơn, nó đẹp hơn tí xíu. Máy thì ngon lắm, nhưng bây giờ ở trong đó mình cũng nổ không có tiện. Nhưng mà cô chú anh chị em có nhu cầu thì em sẽ gọi cho em và em sẽ quay video tiếp cho cô chú anh chị xem nhé. Theo số điện thoại nào chị? Theo số hai số điện thoại đó là 0932 579697 và 0964382468. Tất cả hai số điện thoại đó em đều có Zalo nhé. Có thể gọi video cho em sẽ quay trực tiếp tỉ mỉ hơn từng chiếc xe cho cô chú anh chị có thể có độ tin cậy hơn chút nữa.
Còn trả góp với vận chuyển xe mình sao, nhắc với mọi người cái đi rồi chị mình về cập vấn đề tiếp. Trả góp thì cô chú anh chị chỉ cần là có chứng minh và đặc biệt là không có nợ xấu. Dạ đúng rồi, cái đó là vấn đề em cũng đã nhắc trước các video khác rồi, nhưng mà có thể là có nhiều cô chú anh chị chưa xem được video trước thì hôm nay em có thể là chia sẻ lại. Dạ vẫn còn vấn đề ship xe thì bên em có thể hỗ trợ khách hàng. Dạ nói chung là cứ alo về cho em thì tất cả sẽ được giải quyết. Rồi ok chị. Dạ. Mình ở đây bán xe là mình sẽ có bao bảo hành luôn đúng không, có không? Nói chung là bảo hành thì như này, em những cái xe nào mà xe em bán á, em nói là chưa rớt đầu thì là em đảm bảo là chưa rớt đầu. Em ví dụ cô chú anh chị em mua về mà xe mà đã rớt đầu rồi thì cứ quay lại em, quay lại tìm em để em sẽ giải quyết cho, đó là trả lại xe hoàn toàn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà còn những cái xe mà đã rớt đầu thì em cũng sẽ nói là rớt đầu luôn rồi cho cô chú anh chị em biết và quyết định là mua hay không. Rồi ok, giờ chị em mình bắt đầu cập nhật từ con rim bên kia qua đi chị ha. Đây chị em mình qua đây. Con rim này rim gì đấy ta? Con rim này là con rim Thái. Rim Thái ha. Dạ. Bản số này ở đâu đây chị? Con này thì biển số thành phố. 53Y10158. Rồi. Mấy con này ở ngoài phía trước này mình dễ nổ nên mình nổ cho anh chị các bạn nghe nha. Con này thì máy cực máy ngon lắm. Không máy em nghe im á chị. Máy ngon lắm. Khẳng định với chị luôn, máy rất là im, im ru luôn. Rim Thái ha. Đào E26. Con này giá mình trả bao nhiêu? Em bán với giá là 10.500.000 đồng. Một trời con rim Thái. Rim Thái 10.500.000 đã không? Nói chung là hôm nay em cũng như là bữa trước thì em có mấy con xe không lợi nhuận cho khách hàng. Tuy nhiên hôm nay em chưa có nhập được cái dòng xe nó giá hợp lý mà rẻ mà lại là đẹp nữa. Cho nên là em sẽ báo một cái lô xe giá thật là mềm nhất để cho cô chú anh chị có thể mua được xe để đi lại trong dịp Tết. Không, mà đối với riêng bản thân của em thì em thấy con rim Thái mà tầm 10 triệu như thế này là giá 10.500.000 như thế này là giá rất là ổn rồi anh chị ơi. Máy móc làm hay không thì chắc chắn là với tầm này thì anh chị đã biết rồi, nhưng mà máy khẳng định là im ok luôn. Rồi 10.500.000 anh chị ha. Rồi đó, em quay lại sơ cho mọi coi đi, con này thấy là xứng đáng đồng tiền con này luôn á. Anh chị nào mà xem chắc là mình nghĩ sẽ chốt được con này thôi. Tại bản thân mình nếu mà mình có hứng để mà mua, nếu mình thích rim Thái chắc mình cũng mua con này quá, tại giá rất là rẻ các bạn. Giờ có thể là mình dọn thêm tí xíu cho bóng tí xíu nữa là quá tuyệt vời luôn. Nói chung rồi thì mấy cái dòng xe này em cũng ít có dọn lắm, bởi vì như này bản thân em thì yêu thích như thế nào thì em cũng không có thể hiểu hết là khách hàng người ta sẽ thích như thế nào. Trong bọn mới tên luôn là đâu cũng đừng dọn nhiều đâu ta. Bán cho khách một cái giá mềm nhất để về khách hàng có thể dọn theo cái nhu cầu của mỗi người, có từng ý thích của mỗi người. Chứ bây giờ em dọn lên rồi cũng có thể là anh chị mua về cũng không thích nữa. Dạ, người thích người không thì đúng cũng khó. Rồi kế bên là một con quay RS100 nha anh chị. Con này là bánh cầm thắng đĩa. Đúng rồi. Con này là biển số thành phố 52S4-2063. Xe đời 2007. Dạ. Em bán với giá là 9.500.000. Con này mình đã có qua làm thử chưa? Đúng rồi, con này thì máy móc thì đã làm rồi. Nhưng mà nói chung mấy cái dòng đời này mà giờ làm máy rồi thì mình về mình cũng đỡ phải làm thôi. Đúng rồi, chính xác luôn. Những cái dòng này nếu mà từ đây tới cuối video của mình luôn, nếu mà con xe nào mà có rớt đầu, rớt máy hay là rớt nâu gì đó thì trong quá trình quay chị báo luôn đúng cho các bạn biết luôn các chị nha. Rồi, con lại làm rồi. Dạ, rồi còn con Sirius này bản số 59X1-30614. Con này là bánh mâm thắng đĩa RC, thì con này mình để giá như thế nào con đấy? Con này thì đời 2013, máy cũng làm rồi. Em bán với giá là 9.500.000. Đời 2013 luôn chị, đời cao luôn. Máy thì có làm rồi, 9.500.000. Báo giá rẻ, báo giá rõ ràng cho anh chị luôn ha, và chi tiết con xe luôn. Không có chìa khóa đây rồi chị ơi. 9.500.000 cho con Sirius R23. Còn bên đây theo em biết anh giống con quay ZX quá phải không chị? Đúng rồi, đây là con quay ZX luôn. Đời 205, số thành phố 52B6-1750. Ok luôn. Rồi, em bán với giá là 13.500.000. Quay ZX bánh cầm thắng đĩa anh chị ha, ZX thì cầm đĩa rồi. Rồi ok, con này hết bình hả ta? Hết bình rồi. Dạ. Cô chú anh chị mua thì em để em lắp bình vô đầy đủ nhé. Quay ZX có 13.500.000 thôi. Rồi, mọi người thấy đã không? Thì máy cũng làm rồi đó. Dạ. Rồi, nghe cái giá này là mình biết là máy đúng đã rồi. Làm rồi. Bà con xe này rất là liền và đã luôn nha. Rồi. Máy thì ngon á, máy cực ngon luôn. Nhưng mà bây giờ nó đang hết bình rồi. Dạ. Ok luôn, 13.500.000. Thì với cái giá này là nghe rất là hợp lý rồi, mà không biết là anh chị có thể là
mua là mình còn bớt còn giảm được không? Cái này thì cô chú anh chị mà nếu mà tới cửa hàng em thì có thể là em có thể là bớt cho chút xăng xe, cà phê. Dạ, để, ok nha. Có thể thay bình nhớt chẳng hạn. Dạ, vẫn còn bớt và còn giảm. Cô chú anh chị nhiệt tình thì em cũng nhiệt tình, có dạ. vấn đề gì. Ok chị. Rồi, giờ mình qua đây con quay Infa 110 nha. Và con này thì em thấy là được lên với cái cặp bánh mâm nha. Đúng rồi. Con này bên số miền Tây. Đời 2017. Dạ. Đó, ta đã lên cái cặp bánh mâm. Mà dạ. lên mâm là lên mâm zin chứ không phải là lên mâm bánh mâm tầm 7 đâu nha cô chú anh chị nhá. 95E1 năm 2694. Rồi. Con này là đời 2017, 110. Máy móc mình là zin không? Máy móc thì còn zin, mấy cái dạ. đời này thì máy móc còn zin hết. Đúng rồi. Em bán với giá là 13 triệu. Trong quá trình chị em mình quay mà con nào không có đề cập đúng tới rồi. Vấn đề máy móc là có đó riêng chị ha. Đúng rồi. Đó là chất. Máy thì cực êm, cực ngon luôn. À, xe con đang bọc xe. Keo luôn hết camera. Đúng rồi, xe đang bọc keo luôn anh chị bạn, còn bọc keo cả xe luôn. Dòng quay Alpha thôi. Mặt nạ này nhìn giống như là mặt nạ xe SH rồi vậy. Dạ. Dòng quay Alpha thôi nhưng mà được chủ bọc keo thì các bạn anh chị biết là chủ có kỹ như thế nào rồi đó. Giá là 13 triệu đồng chẳng chị ha. Rồi ok. Nếu mà nãy giờ hỏi vấn đề trả góp á, chị có chia sẻ là chỉ cần chứng minh nhân dân thôi là góp được và không nợ xấu là được. Mà em không biết là chẳng hạn như những con xe như thế này nè, tầm 12 13 triệu như thế này chẳng hạn như 13 rưỡi là 13 vậy. Thì mình mua mình góp mình có cần phải đưa tiền trước không cho chị không? À có thể góp 30% á, đưa trước 30%. Rồi. À, cứ 30% thì các bạn tự tính ha. Hồ sơ về cho phụ rút hồ sơ về cho khách. Để có thể mua được trả góp. À thì trong quá trình mà nếu mà các bạn mua tiền góp á thì các bạn đúng chỉ cần trả trước 30%. Còn mua tiền mặt á thì mọi người muốn ra tên hay rút gốc thì bên hàng đều có hỗ trợ. Đúng còn rồi. Cái chi phí đó là bên mua là phải chịu các bạn nha. Đúng rồi. Rồi giờ mình vô trong. Đây là một con Attila gì đây chị? Đây, đây là một con Attila đời 2009. Dạ Attila đời 2009. Đúng rồi. Anh rồi. Là Attila địa bay. Dạ. Em bán với giá là 3.200.000. Bản số là 54K3 năm 127 anh chị nha. Chung mấy cái dòng này mà đến giờ dàn áo nó còn được như vậy là nó rất là đẹp luôn. Đúng rồi, rồi. Ok luôn. Cô chú anh chị nếu mà muốn có một cái xe tạm thời đi làm thì mua được cái xe này cũng dạ. giá rất là ok rồi. 3.7 đúng không chị? 3.200.000. À 3.2 ha. Đó, máy thì nhầm nha, đời 27 3.2. Cái này đời 2009 đó em. Anh ghi nhầm á, đời 2009 á. Máy im ru à, không nghe gì luôn anh chị ơi. Em cực em luôn. Tuyệt vời luôn. Ok nha. Rồi, ok chị. Kế bên đây là mình con rim này rim gì đây? Rim lùn hả? Là con rim lùn đời dạ. 97. Rim lùn 97, công nhận là cặp lốc nó đẹp ghê ha. Con này bản số ha. Còn rất là cứng. 53R6 3883. Như vậy là nó rất là cứng luôn. Dạ. 3883 luôn. 3883. À, 38 ông đệ 83 phát tài luôn nha, ông đệ phát tài nha. Chắc xăng yếu lắm rồi chị ha. Mà máy các bạn mới dừng lên tí xíu là nó im đúng không? Nó yếu rồi chị. Nó hết xăng rồi. Mà máy là em khẳng định luôn là máy im. Máy cực êm luôn. Giá mình để là bao nhiêu đây? Dạ con này để với giá là 12 triệu 500 ạ. 12 triệu 500 anh chị ha. Rồi. Thì trong quá trình quay thì con nào mà là máy làm rồi chị nhớ nhắc và báo nha. Con này cũng máy làm rồi á. Mấy con này là máy làm rồi tại vì nó lâu quá rồi mà. Giờ máy lâu quá rồi mình phải là đúng rồi chị, giờ 97 tới giờ mà. Rồi. Về cô chú anh chị mình đợi phải làm máy thôi. Dạ. Yeah. Bên đây là một con Louviat anh chị, biển số 59Z100370. Con này là Louviat. Con này là 2010. Bình xăng con nha, đời 2010. Máy móc thì không nghe gì luôn. Máy em ru luôn. Yeah. Con này thì xe chính chủ. Rồi. Chính chủ thì mình có thể là ủy quyền được đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Mua bán rồi tiền về cho cô chú anh chị sang tên luôn. Mua bán ủy quyền thoải mái luôn. Giá là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. Đó. Thì nãy chị em mình cũng nhắc rồi thì anh chị các bạn muốn ra tên hay rút gốc thì bên cái hàng đều có hỗ trợ hết nên là yên tâm cái vấn đề đó anh chị ha. Rồi, nhưng rồi. Con này thì mình đã báo tới đâu rồi đúng rồi, con 78 đúng rồi, con 78 em bán 3 triệu xe biển số thành phố rồi. Cho mấy em học sinh đi học hay là mấy cô chú đi làm tạm thôi. Dạ đó. Thì mua cho các bạn đi học rồi đúng mình rồi. Chạy ké cũng được, mình chưa bằng lái mình chạy ké cũng tốt đúng luôn rồi. Rồi bên đây là một con Attila nữ hoàng này, con này Attila nữ hoàng 59G1 27236. Con này thì xe còn zin luôn. Dạ. Em bán với giá là 7 triệu 8. 7 triệu 800 ngàn anh chị ha. Ồ, rồi con này nó hết bình nó rồi. Hết bên trời, bình yếu rồi chị ơi. 7 triệu 800 đời 2012. Con này chắc là có FI rồi đúng không chị? Đúng rồi, con này là FI đó. Rồi, có FI rồi ha. 7 triệu 8. Còn cái bên là con Ly 110. Đời 2011, xe thì còn zin.
Em bán với giá là 9.8 triệu. 9.8 triệu. Con này bằng số của nó là 59Z1 04810 anh chị ha. Rồi. Con này được cái là cốp rất là to và rộng luôn. Đúng rồi. Cho chị em phụ nữ là chạy là thoải mái, đựng đồ rất là nhiều luôn ha. Rồi, ok. Rồi. À, máy thì êm luôn. 9.8 triệu. 9.8 triệu, xe biển số thành phố luôn. Dạ. Nếu mà những con xe của chị em mình báo giá nãy giờ như vậy á, mà anh chị các bạn gần gần đây hoặc là đặc biệt là kênh em thì anh chị miền Tây chuộng rất là nhiều, xem rất là nhiều luôn, thì giá này mình có thể bao ship gì miền Tây hoặc lân cận được không chị, hay là mình phải tốn thêm tiền chi phí ship? Nói chung là cái phí ship thì hôm nay giá ship là em đã báo với cái giá là mềm nhất có thể rồi, cho nên là không? Em có thể hỗ trợ một phần chi phí gửi xe về miền Tây cho cô chú anh chị. Dạ. Rồi, ok, hẹn giờ mình vô bên trong tiếp tục tới xe bên trong các bạn nha. Kế bên đây là một con xe cúp luôn. Cúp này cúp gì đấy chị? Đây là cúp 82 50. Cúp 82 50 anh chị nha. Rồi. Cúp đèn vuông mà cái con này là chưa có đề nha cô chú anh chị. Dạ, 82 chưa có đề. Đúng rồi, con chưa có đề. Dạ. Này em bán với giá là 7.5 triệu, xe biển số thành phố luôn. 7.500.000 anh chị nha. 865. Dạ. Cúp 82 50. Đó, con này dành cho các cô các chú nào mấy chú nào cà phê cà pháo là tuyệt vời nè ha. Đúng rồi, nói chung là con xe này thì khách hàng đi trước người ta đã sửa dọn lại rất là đẹp rồi, nhìn cái màu cũng đẹp lắm. Rồi, giá 7.5 triệu hả chị? Đúng rồi, giá 7.5 triệu. Rồi, 7.5 triệu anh chị các bạn cô chú nha. Rồi, camera quay giùm anh luôn con 78 kế bên. Đúng ha, con 78. Dạ. Con này em bán với giá là 4.500.000, xe rất là còn rất là đẹp. Dạ. Máy 4 thì triệu 500 luôn. Máy là ok đúng không, nó này ha. Đó, 4.500.000 em nhầm nha, một con 78 anh chị ha. Con này các bạn anh chị cô chú là chắc là sẽ chuộng này, những người lớn tuổi sẽ chuộng rất là nhiều này ha. Máy êm lắm. Dạ. Rồi, mọi người mà muốn thắc mắc thì cứ là máy là bao êm luôn cho khách hàng. Dạ. Đó. Anh chị các bạn thắc mắc thì cứ gọi về cho cửa hàng để cửa hàng sẽ chụp hình hoặc là quay phim chi tiết kỹ hơn em cho các bạn theo dõi nha. Rồi, ok camera. Giờ mình qua đây là một con Future 1. Con này là mình có con này là đời 2004 xe zin. Dạ. Xe ký giấy chính chủ luôn. Ký đó, giấy chính chủ luôn. Đúng rồi, em bán với giá là 24.500. 24.500. Với giá này chắc chắn là máy móc phải zin rồi đúng không chị? Máy móc thì còn zin. Đây để em nổ máy cho anh chị nghe cái nha. Với giá này chắc là nó phải zin hết rồi. Rất ghép nổ anh chị ha. Máy êm lắm. Di động có bảng số giúp em cái nha. À, biển số là 51Y8 36660. Dạ. Rồi, xe này thì zin. Rồi, ok. Bao zin. Giá là 24 đúng không chị? Giá là 24.500. Rồi, 24.500 đời 204 chị ha. Đúng rồi, đời 204. Đúng rồi, 204 là lốp kia thẳng đây. Xe này thì ốc táng còn sáng còn đẹp. Dạ. Lắm. Rồi, 24. Mấy con này chẳng hạn như 24 thì mình sẽ đưa bao nhiêu ta? 24.5. 25. 24.5 thì mình cho nó 100%. 7.5 triệu. Rồi, tầm 7.5 triệu là anh chị có thể mua được con này. Rồi, kế bên là con Vision mà số quận 12 luôn. 86880. Đời 2015. Dạ. Xe zin, xe chính chủ. Dạ. Cô chú anh chị muốn ký ủy quyền hay là ký sang tên thì đều được hết. Dạ. Em bán với giá là 20.500. Rồi. Xe thì còn đẹp lắm. Okay, sơn, nước sơn từ đầu đến cuối là nói chung là chưa có trời luôn á. 20.500.000. Đời 2015. Số thành phố. Dạ, giờ chẳng hạn như mình mua mình kèm tí xíu chút đỉnh, chẳng hạn như giờ con này là để là 20.500. Giờ có tầm 17 hay 18 triệu thôi thì mình cho thiếu khách hàng thiếu được không? Nói chung là cũng được, em có thể cho lại một vài triệu thì giải quyết. Dạ. Có cái lúc còn kẹt. Dạ. Một vài tuần hay tháng cũng được. Dạ. Thì mọi người mình có kẹt hay có thiếu tiền gì tí xíu mà một vài triệu so với cái chiếc xe mình thích quá thì mình cứ trao đổi với bên cửa hàng anh chị nhé. Sẽ có alo quyết cho mình. Hai số điện thoại là 0932579697 hoặc là 0964382468 để nói chuyện rõ hơn. Dạ. Rồi, kế bên là một con AB ha. Con này biển Vĩnh Long anh chị, 64K1 28742. Con này thì đời 2019. Rồi, đời 2019. Xe thì nói chung 2019 thì xe còn zin còn đẹp lắm. Máy móc thì còn bàn nữa rồi. Ok. Dòng AB này thì được người Việt Nam mình chuộng cũng bởi là nó bền, nó im và dáng nó đẹp đấy anh chị. Cực kỳ là ok này luôn. Con thì em bán với giá là 28 triệu. Dạ. Xe thì còn đẹp lắm. Em nói được cái là đời 2019 cuối đời của cái mẫu này luôn anh chị. Mẫu này thì được nhiều người chuộng nữa. Đúng rồi, rất là rồi. Đẹp luôn. Giá là bao nhiêu chứ chị? 28 triệu ạ. Rồi, 28 triệu đồng. Rồi. Máy móc là im, bảo đảm là zin luôn, khỏi hỏi vấn đề này anh chị nha. Xe đời cao mà. Còn bên đây chắc là con Future 1 đời chữ công này chắc là 201 hay ngàn gì quá. Con này đời 201, con này là đời 201, xe bao zin. Em bán với giá là 32 triệu.
Con này là bản số giấy phố luôn anh chị. Con này là camera phải ghi kỹ. Con này là biển số là Bình Dương 61-00944. Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nó là giấy phố. Anh chị rút hồ sơ về, nếu mà có vô thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội gì cũng vậy, đúng cũng rồi, đóng phí lại là 1% thôi. Rồi em sẽ hỗ trợ hồ sơ cho khách. Đây camera em cứ quay cái phần đầu máy cho mọi người theo dõi kỹ đi em nhé, xong mình lại quên. Xe này thì em có thể quay kỹ kỹ thêm chiếc cho cô chú anh chị. Trời ơi nó đẹp, nó không không từ mà diễn tả được đối với con này. Đấy, rồi em quay trở lại cho anh chị coi nữa, đã không? Nó sạch sẽ luôn ha. Đúng đồ ok ngon luôn nè. Không thể chê được. Từ đó đến giờ mà xe đẹp vậy. Đúng rồi. Mà máy móc thì bao zin coi cô chú anh chị rồi. Rồi. Giá là 32 đúng không chị? Đúng rồi, giá là 32 triệu. 32 triệu. Đó, mọi người muốn xem chi tiết kỹ hơn cứ kết bạn hoặc là gọi về 26 em để trên màn hình. Đúng rồi. Kế bên là một con Clio 110 biển số 55Y86497. Con này sao đây? Con này thì con này em bán với giá là 10.500 xe zin. Con này thì đời 2010. Con này thì xe rất là đẹp luôn, từ dàn không có bể một chỗ nào luôn á. 10.500.000 xe zin anh chị nha. Dạ. Xe biển số thành phố 55Y86497. Dạ. Đó, để em nổ máy luôn ha. Đây, đây chị chủ nổ máy cho chị nghe nha. Nói chung là mấy cái dòng này đời đầu nên là cái đề nó là đề phóng, nên là lúc đầu thì đề nó hơi kêu chút. Dạ. Mà sau đó thì máy thì rất là êm luôn. Cái dòng đời đầu này thì đi rất là ngon. Dạ, rồi. Kế bên là một con Liberty camera quay giùm anh, con Liberty 59T1-30554. Con này là đời 2011 hả chị? Đúng rồi, con này đời 2011 xe rồi. Dạ. Đó, xe thì cũng đẹp lắm nè. Máy thì ngon luôn, em bán với giá là 11 triệu. 11 triệu đồng anh chị rồi, nha. 11 triệu cho con một con Liberty. Dạ 11 triệu đồng anh chị nha. Thành phố. Rồi. Cái chỗ này giờ nó hơi chật chật ra. Dạ đúng rồi, camera quay cho mọi người theo dõi ha. Kế bên là một con Vision màu trắng, con này bản số 59Y1-84543. Con này là biển số của Hóc Môn luôn chị ha. Dạ. Em một Hóc Môn luôn, xe thì trắng, dàn áo ngoài thì rất là đẹp luôn. Dạ. Rồi, đời đầy đôi chút theo năm tháng thôi ha. Dạ. Đời 26 hả chị? Đúng rồi, đời 26. Rồi con này nó hết bình rồi. Dạ, con này hết bình rồi chị nha. Hết bình rồi. Rồi. Con này thì em bán với giá là 20 triệu. Đời 26 xe zin. Đúng rồi. Dạ. Xe thì ốc táng còn sáng còn đẹp lắm. Đời 26 và có 20 triệu đồng thôi. Đó, mình mua mình còn có thể là được chị hỗ trợ thêm tí xíu nữa. Đúng rồi, hôm nay em bán với giá là coi như là sập sàn luôn á. Dạ rồi, kế bên là một con Future X á, con này biển số Hóc Môn luôn anh chị, 59Y165206. Con này thì xe chủ cái giấy quyền hoặc cái giấy mua bán cho cô chú anh chị. Dạ. Con này đời 2010 xe zin, bao rớt đầu nồi, chưa rớt đầu nồi. Dạ. Đó, con này em bán với giá là 38 triệu. 38 triệu, đầu nồi chưa rớt chị anh chị ha. Đó, chị ôm máy cho anh chị nghe luôn. Máy là màu trắng gì nó chết luôn nha. Nói chung là máy em ru luôn á. Máy đã lắm anh chị. Rồi, máy là tuyệt vời luôn. Cái này mình muốn ra tên rút gốc cũng được hết anh đúng chị rồi nha. Em hỗ trợ cho khách hàng rút hồ sơ. Dạ, mọi người có nhu cầu. Con này thì xe chính chủ rồi, không cần phải rút nữa. Chính chủ luôn đúng không chị? Con này chính chủ rồi. Có thể ủy quyền lại cho mình vẫn được anh chị nha. Rồi, không cần ra tên rút gốc tốn tiền nhiều lắm. Giờ ủy quyền thôi. Rồi. Mình xuống phía sau ha, tới ngoài đây là mình thấy có một con rim này, phải rim Thái nữa không ta? Đây là, đúng rồi, con này thì đúng là rim Thái đó, nhưng mà con này khách cặp rồi. Cặp rồi hả chị? Đúng rồi, con này khách đã cặp. Còn trong đây con gì, con DH không ta? Con này là một con DD. À, DD ha. DD 63F1-8605 anh chị nha, con DD. Con DD. Con này thì em bán với giá là 4.800.000. 7.800.000. 4.8 em. À, 4.8. 4.8 em nhầm DD. Con này có vô đề nha anh chị ha. Con này có vô đề nha. Rồi. Rồi con này có đề giá là 4.8 nha. Đúng rồi, con này thì 4.800.000. Rồi, ok chị. Rồi, qua đây đi camera. Con này là con nail kim phải không ta? Đúng rồi, con này là một con Future Nail. Dạ. Đời 2007. Cầm đĩa này 2007 anh chị nha. Đó, niền Goshi rồi luôn, quay cho anh chị theo dõi ha. Con này thì máy đã làm rồi. Dạ. Mà nó giá là 17 triệu, con này biển số thành phố luôn. Dạ, 17 triệu. Đúng rồi, con này 17 triệu. Rồi, 17 triệu, đời 2007 luôn, bản số 52Z93684 anh chị nha. Rồi. Rồi, ok. Rồi, bên đây chị con AB đầu bò này sao đây? Rồi, tiếp theo là một con AB đầu bò, đời 22, xe zin, biển số là 70F112041. Dạ. Em bán với giá là 14 triệu 500. Rồi, AB đầu bò 14 triệu 500, camera quay cho mọi người theo dõi chi tiết cái dàn áo ha. Mình thấy rất là liền luôn á nha. Không, xe này thì có đầy trước xin này em. Đầy bên cái mặt đường bên này. Đó, mình cũng chia sẻ tặng lên cho khách hàng. Đúng rồi, đó, chị về rất là rõ ràng luôn. Xe này thì bao zin.
Máy móc thì cực em luôn. Biển số của Tây Ninh anh chị ha. Đúng rồi, biển số 71 vừa vào Tây Ninh. Xe này mà cô chú anh chị muốn rút hồ sơ thì em có thể hỗ trợ cho cô chú anh chị rút hồ sơ luôn. Dạ rồi, ok chị. Rồi, tiếp tục mình qua bên đây là một con Janus nhé, biển số 68G1-44339. Con này là 39 đuôi thần tài luôn. Ủa, anh chị nha. Janus này được cái có khóa xe mắt cây luôn rồi. Đúng rồi, con này ngắm. Là biển số 68. Con này đời 27, xe bao zin luôn. Dạ. Bán với giá là 17.500.000. Rồi, 17.500.000. Rồi. Ok nha. Rồi, rồi mấy con này. Xe tay ga mình hạn chế nổ máy cũng được chị, không sao đâu. 27. Dạ. Cái đời cao, nói chung đời này thì máy móc nó còn ngon lắm. Rồi, thì ok ha. Em cứ yên tâm nhé. Dạ. Rồi, bên này là con Sirius biển số 59S3-20137 anh chị ơi. Rồi, con này là đời 26, xe dạ. Bao zin từ đầu nồi. Đó, ốc táng này còn đẹp lắm. Em dạ. Bán với giá là 13.500.000. Bánh mâm thắng đĩa RC anh chị ha. RC. Đó. Rồi, đưa điện lên nha. Bấm thử điện lên nha. Rồi, hết xăng rồi. Hết xăng rồi, nghe đấy là biết hết xăng rồi. Rồi, biển số 59 thành phố luôn anh chị nha. Đúng rồi, biển số thành phố. Rồi, giá mình để bao nhiêu đây chị? Giá là 13.500.000 ạ. Rồi, 13.500.000 cho con Sirius ha. Đúng rồi, Sirius đời 26, xe bao zin. Máy móc và rin. Rồi, cái bên con quay 100. Con quay 100, đời 207. Con này em bán với giá là 7.900.000. 62M1-2376 anh chị nha. Rồi. Cái con này thì máy móc đã làm rồi nha, cô chú anh chị. Có 7.900.000 thôi mà anh chị thấy không? Đời 207, 7.900.000 thôi. 7.900.000, mình tặng rồi. Cái xe nói chung là giờ Honda này thì nó cũng rất là bền rồi. Dạ đúng rồi, có vô cái thắng đĩa luôn. Rồi cái bên dàn áo này cũng rất là nhìn rất là đẹp luôn. Dạ, cái này dàn áo đời cao hơn không ta? Đúng rồi. Dạ, lên dàn áo đời cao. Cái bên là một con Future anh chị, biển số 59Z1-16800. Con này là màu cà phê rất là đẹp luôn đúng nha. Rồi. Con này đời 24. Dạ. Em bán với giá là 15.500.000. 15.500.000. FI rồi đúng không chị? Đúng rồi, con này thì FI rồi đó. Ok, có 15.500.000 cho một con Future thôi. Ok anh chị ha. Máy lên cho cô chú anh chị xem luôn nha. Dạ. Rồi tiếp theo đây là một con Vision mẫu cũ bản số 62B1-26664. Xem tí xíu nữa là được tứ quý 6 rồi anh chị ơi. Con này thành ra là cũng được 466 luôn á. Tam hoa dạ. Nhưng mà nó nằm ở giữa. Dạ rồi. Con này biển số Long An, Đức Hòa Long An nha. Này là Vision mẫu cũ màu đen nhám, màu đen thôi chân đúng bóng rồi, anh chị. Màu đen. Con này thì đời 23, con này dạ. Đời mâm trắng rồi. Em bán với giá là 13.500.000, xe zin. 13.500.000, máy móc là mình còn zin hết chị ha. Rồi, xe zin hết. Rồi, ok đừng chị. Dàn áo luôn, cái dàn áo này là em vừa mới lột keo ra luôn á. Dạ. Đây, vừa mới lột keo vậy ra. Nếu vậy là chủ rất là kỹ luôn á nha. Miếng keo này đây nè. Dàn áo còn rất cực kỳ là đẹp luôn chị nha. Vừa mới lột keo ra luôn. Dạ. Rồi, bên đây là một con AB này 208 hả chị? Con này là đời 209, xe zin. Đúng rồi, em bán với giá là 10.500.000. 54Y7-7330, 10.500.000, đời 209. Xe thì rất là đẹp luôn. Này để em đậu máy cho. Rồi. Con này là đầu 209 đó chị, nên là chưa có phun xăng điện tử FI nha. Đúng rồi. Rồi, ok ha. Rồi. Máy thì êm lắm. Rồi, máy móc là mình chưa có làm hả chị? Đúng rồi, máy xe zin rồi đây. Đây, mình qua đây. Ở đây em thấy nằm có một con vệ sinh nằm lẻ loi mình nói nè. Con này mình con này thì biển số 70 Tây Ninh. 70 Tây Ninh luôn anh chị ơi. Này là em bán với giá là 13.500.000, xe zin luôn. Đời mẫu cũ anh chị ha, 13.500.000. Cái mẫu cũ này thì zin rất là bền luôn. Dạ, máy chắc lắm anh chị. Đúng rồi. Mỗi tội nó mẫu cũ là cái đề từ cái đề phóng á, đề phóng nó hơi kêu quá lúc đề thôi, chắc là máy nó chất cực kỳ ok luôn. 13.500.000 chị ha. 13.500.000. Rồi, ok luôn. Qua đây một con Mio Classico của Yamaha nha anh chị. Classico. Nói chung là rất là đẹp, con này rất là đẹp. Con này dành cho chị em nhỏ nhỏ nè, một mấy bạn nữ nhỏ nhỏ là tuyệt vời luôn. Đó, máy thì cực ngon luôn. Xe thì từ nước sơn cho đến ốc táng còn rất là đẹp, không có bể chỗ nào hết á. Rồi, ok nha. Giá mình để con bao nhiêu thì đây? Em để với giá là 11.500.000, xe này xe zin, xe chính chủ luôn. Ký ủy quyền được luôn anh chị ha. Mua bán. 11.500.000. 08789. Số đẹp rồi. Luôn, 8789 tới. Rồi. Tới bên đây luôn. Con AB. Tới đây là con Novo Nô 5. Nhầm, Nô 5. Đúng rồi, con Nô 5 đời 2012. Dạ. Yeah. Nô 5 đời 2012. Biển số này đâu quá chị? Cái này biển số Đồng Nai, 60B9 13193. Dạ. Xe thì xe zin. Xe zin. Đúng rồi.
Mình chưa có làm máy chưa gì luôn đúng ha. Rồi, đúng rồi. Dạ. Em bán với giá là 8.800.000. Ừ, giá này là nghe hơi bị mềm so với thị trường đúng không các bạn? Một con nô 5, 8 nô 5 mà giá có 8.800.000 thôi. Nô 7, nô 4 như lúc người ta đã bán 7 triệu mấy rồi. Nhưng đây là một con nô 5 FI. Dạ. Đó, em bán với giá 8.800.000. Nô 5 này đời nó cao hơn, chạy nó ngon, nó ổn định, đúng nó đầm hơn anh chị. Với lại số này là Đồng Nai nha. FI nữa nên chạy cũng đỡ hao xăng. Rồi, ok luôn. Máy móc và chủ yếu là máy còn riêng chị ha. Đúng rồi. Rồi, cái bên là con Sirius FI. À, 3659S205871. Con này là đời, đời 24 xe zin. Em 24. Bán với giá là 11.800.000. 11.800.000. Đúng rồi. Rồi, ok đúng nha anh chị ha. Camera cứ quay cho mọi người theo dõi nha. Rồi. 11.800.000. Qua cửa hàng là mình sẽ còn bớt còn giảm tí xíu nữa anh chị, đúng yên rồi. Tâm vấn đề đó nha. Rồi, còn muốn thắc mắc hay là quay chi tiết kỹ hơn á thì cứ kết bạn về cho cửa hàng theo số em đang để trên màn hình. À, kế bên đây là một con quay RS bản số 51V4 1730. Con này là có gửi con này trước thì đời 207 em. Dạ, 207. Bán với giá là 7.900.000. Dạ, con này 7.900.000. Mấy xe này mà mua về chở hàng tạm thời ấy là tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn á. Xe dạ. Này thì cứng, đã lên cái một cái bánh mâm rất là đẹp luôn. Đúng rồi, lên được cái bánh mâm kiểu dáng giống như là Rider đấy các bạn. Rất là cứng luôn. Dòng này thì máy nó chắc lắm nha. Đời 207, giá là 7.900.000. 7.900.000. Được cái là vô cái bánh mâm rất là cứng anh chị ha. Nhìn rất là cứng xe luôn. Dạ. Còn con rim ở đây thêm gì đây chị? Đây là con Super Rim. À, Super Rim. Con này là xe biển số Long An. Dạ. 62B1 15892. Rồi. Bán với giá là 23.500.000. Xe này thì bao là bao chưa rớt đầu nồi. Xe zin. Dạ. Ký dạ. Giấy chính chủ okay. Quyền. 23.500.000 anh chị nha. 23.500.000. Rồi. Con này thì hết bình rồi anh chị nha. Con này Super Rim đời mấy ta? Con này chắc là Super đời đầu nè. Mình thấy đầu thái nè ha. Đúng rồi. Dạ, Super đời đầu đó anh chị. Rồi, kế bên đây là một con quay thái 110 hả chị? 110 chứ. 110 á em. Ở đây quay thái 110 anh chị nha. Con này biển số 52M44311 anh chị ha. Con này thì đời 99. Dạ. Con này thì đồ zin theo xe là còn rất là nhiều. Dạ. Đó. Bán với giá là 21.500.000. Dạ, 21.500.000. Đầu TH anh chị ha. Quay thái đầu TH. Tết kỷ quá nên là thành ra là xe nhiều xe hết xăng chưa kịp bổ xăng vào đây. Con này đời 99 giá là 21.500.000 anh chị nha. Rồi, đầu rin thì còn theo xe hết. Rồi, chứ bởi cái giá này chắc chắn các bạn phải biết là máy móc và có làm không ta? Máy thì còn ngon lắm, đồ zin máy zin luôn em. Dạ. Rồi chưa rớt. Rồi, kế bên là một con Attila này có phun xăng chưa chị? Phun xăng rồi, con này đã phun xăng. Xe này là đời 22. Dạ. Xe zin em bán với giá là 7.800.000. 7.800.000. Số thành phố Hóc Môn luôn. Dạ. 591 45771 anh chị nha. Máy thì bao zin, xe thì nước sơn thì có trầy theo năm tháng một chút. Dạ. Yeah. Đời 2012, giá là 7.800.000 anh chị ha. 7.800.000. Ok. Còn, cái con này thì khách cọc rồi. Cọc rồi đúng không chị? Rồi. Cọc rồi, nhìn ra. Kế bên đây là con AB. Con này chắc FI. Là FI, con này là FI rồi, con này là 2010. Dạ, FI 2010 anh chị nha. FI 2010. Con này bình yếu ha. FI 2010 anh chị nha. Bản số này ở đâu đây chị? Cái này thì biển số 62 Long An. Dạ, 62 Long An 4105 anh chị các bạn nha. Rồi. Cái này em bán với giá là 15 triệu. Trời. Xe zin luôn mà giá 15 triệu là thấy giá rất là tốt nha các bạn. Con AB FI đời 2010. Thường mình thấy cũng ở tầm 16 mấy, 17 mấy, có khi là 18, 20 nữa. Năm trước con màu đen là em bán với giá là 18 năm đó. Dạ, con này là có 15 triệu đồng chẳng thôi. Đây 10 FI luôn. Này biển số Long An. Dạ. Còn kế bên đây là một con Novo 5 ha. Con này là Novo 5. Đúng rồi, có một con Novo 5 màu trắng. Con này đời mấy đây chị? Con này đời 22. Dạ, đời 22. À, hết xăng ha. Rồi, để lâu khó nổ rồi. Novo 5 đời 22. Ok anh chị ha. Con Novo 5 này mình để là giá bao nhiêu? Con này thì xe còn zin, em bán với giá là 8.800.000 luôn. Dạ. Novo 5 bên cửa hàng mình thấy giá bán tốt đúng không các bạn? Đúng rồi. Thôi mình thấy cũng 9 triệu mấy, 10 triệu mấy không à. Đúng rồi. Giờ có 8 triệu 8 thôi. Biển số 94K117721. Nhà biển số của Bạc Liêu anh chị ha. Rồi biển số Bạc Liêu. Kế bên là một con AB đầu bò được sơn từ tính chính hãng của Honda luôn nha các bạn. Bản số 59H1 19117 nha. Con này thì sao đây chị? Đúng rồi, con này thì đời 21, em bán với giá là 13.800.000, xe thì bao zin đầu nồi. Luôn. 2011 giá 13.800.000 anh chị ha. Cũng, này thì biển thành phố luôn nhé. Máy này mình muốn trả góp là cũng được hết mà đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. 13.800.000. Rồi máy móc là zin nha. Rồi.
Kế bên là một con Vespa màu xanh. Con này biển 51K4 3645. Con này thì em bán với giá là 6.200.000. Dạ. Xe thì còn zin. Này Vespa LX 150 luôn anh chị. Đúng nha. LX 150 luôn, ok luôn. Xe chạy bốc mạnh luôn mà giá có 6.500.000 thôi. Ở 6.200.000 thôi các bạn. Không tới 6.500.000 nữa. Biển số thành phố. Biển số là 3456 đủ luôn á, mỗi tội sắp lộn chỗ thôi. Dạ. Rồi có 6.200.000 thôi nha anh chị ơi. Bên đây cũng là một con Vespa đây. Con này là bằng số 59T1 58904. Con này sao chị? Con này thì đời 2014 đã có SI rồi. Dạ. Em bán với giá là 12 triệu, xe zin. Rồi. Máy móc. Bao máy móc luôn, xe thì có trầy theo 5 tháng. Rồi, có SI rồi mà giá có 12 triệu đồng thôi hả? Đúng rồi. Giá như vậy là ổn lắm đúng không các bạn? Đúng rồi. 12 triệu đồng cho xe có SI anh chị nha. Rồi, còn cái... đây là một con Elizabeth đời 2011, dạ. Xe zin, biển số thành phố, em bán với giá là 5.8 triệu. 59L1 30724, 5.8 triệu. Rồi, 5.800 triệu. Là xe có SI chưa chị? Xe này chưa FI nhé. À rồi. Dạ, xe này thì chưa FI. 5.8 triệu chưa FI, của hàng Elizabeth các bạn nha. Rồi, rồi kế bên đi chị, con này sao đây? Đây là một con xe Elizabeth, dạ. FI rồi. Dạ. Con này thì đời 2012, xe zin. Em bán với giá là 6.800.000. 60C1 nhân trạch hôm nay nha. 2923. À, 6 tiếng luôn ha, 9293 luôn. Rồi. Coi đó chị báo giá bao nhiêu chứ? Con này giá là 6.800.000 ạ. Ồ, có 9293 đó. Đúng rồi. Rồi có 6.8 thôi chị ha. Con Elizabeth FI. Rồi, FI luôn có 6.8 thôi các bạn. Giá ok ha. Rồi xuống đây là một con Novo 4. Con này bằng số ở đâu đây ta? Cọc luôn rồi, con này khách cọc. Cọc rồi hả? Giờ mình cho qua ha. Đúng rồi. Yeah. Rồi bên đây con đây là một future. Con future đời 2014. Dạ. Con này 59, em bán 11. Với giá là 13.500.000. 82257 nha anh chị. 13 triệu 500. Thì cái bề ngoài thì nó không có được đẹp lắm nên là em bán với giá mềm chút cho cô chú anh chị, nếu mà mua về mà dọn lên cho một chút thì cũng rất con là này đẹp. Theo bản thân em thấy thì nếu mình muốn đẹp keng hơn thì giờ mình bỏ tí xíu mình dọn. Dạ, còn nếu mà chạy bình thường thì em khuyên cũng để lên về chạy thôi. Tại vì sao nhìn rất cũng rất là liền luôn chứ không phải là quá xuống cấp đâu anh chị. 13.500.000. 12.500. 13.500.000. Máy rất là ổn luôn nha. True à. Rồi 13.500.000 anh chị ha. Đời 2014. Bản 659D1 82257. Bản này là bản câm đẻ anh chị ha. Đúng rồi, bản câm đẻ. Rồi tiếp theo mình qua một con feature 1 luôn. Con này biển 53Y7 1456. Con này thì đời 2001, xe ký, em bán với giá là 16 triệu. Rồi. Con này thì nói chung đầu nồi thì đã nó giá 16 triệu thì đúng rồi. Cô chú anh chị cũng biết rồi. Dạ rồi. Nó, máy nó đã làm rồi nhưng mà mấy cái dòng xe này mà giờ mua được cái xe này về mà máy làm rồi mà mình có một chiếc xe ngon đi thì nó cũng không là vấn đề gì. Đúng rồi chị, đời 2001. Giá cũng rất là mềm nữa, 16 triệu. Rồi. Nổ máy các anh chị nghe nha, feature 1. Rồi ha. Đời 2001 giá 16 triệu. Đời máy Thái này chị ha, nhờ chữ công này ha. Đúng rồi. Xe đời okay. 2001. Biển số đọc lại nha, 53Y7 1456 anh chị nha. Kế bên đây là con quay Alpha. Quay Alpha này 2003. Alpha này đời con Alpha lớp trắng. Dạ 2003 đúng rồi. Đúng rồi. Con này thì em bán với giá là 25 triệu, xe zin bao đầu nồi chưa rớt. Đầu này thì em đã rút hồ sơ về cửa hàng rồi. Dạ. Cô chú anh chị em mua thì có thể là em xuất hóa đơn về đâu mình về đó mình bắt bốc biển số lại. Dạ. Đúng rồi. Rồi xe có hồ sơ sẵn thì anh chị mua về mình có thể tự ra tên mình được. Còn nếu mà mình không biết cách ra thì bên cửa hàng mình vẫn hỗ trợ được đúng không chị? Đúng rồi. Hỗ trợ rất là dễ cho mấy vấn đề này, và đặc biệt xe này thì dành cho anh chị nào thích nó và chịu chơi nó nha. Chứ thường là Wayne Fire giờ nếu mà máy móc còn riêng thì tầm mười mấy cũng có các bạn. Nhưng mà nếu mà nếu độ đẹp thì chắc chắn là sẽ không bằng con này được rồi. Nói chung là đồ zin theo xe còn rất là nhiều. Dạ, yeah. Con này zin giá này phải zin hết luôn rồi chứ. Nói chung cũng có thay rồi nhưng mà thay đồ zin nè. Dạ rồi, con này mình yếu ha. Rồi giá là 25 triệu anh chị nha, có xe cầm tay. Đúng rồi. Rồi, kế bên là một con Super Rim đời 2005, xe zin. Dạ yeah. Em bán với giá là 55 triệu, xe này cũng hồ sơ cầm tay rồi. Supreme đời 2005, giá 55 triệu thì chắc là độ cọp nó là dữ dằn rồi. Bao zin toàn xe đó. Dạ, không có thể mà bàn cãi được rồi. Rồi. 55 triệu đồng cho 55 triệu cho một con xe. Dạ, coi nổ máy được không nổ cho anh chị nghe tiếng bô chơi nha. Đã quá đã luôn, không thể chê, không thể bàn cãi được.
Đáng đồng tiền bắt gạo đúng không đúng em? Đúng rồi, đáng đồng tiền luôn. Đúng rồi, tiền nào của đó luôn chị. 55 triệu nha, đời 25 năm. Thiệt, thiệt vời luôn. Tiếp theo là một con AV đầu bò. Dạ. Con này thì xe đời 22, xe chính chủ ký giấy 59I10-08730 anh chị nha. Bán với giá là 14 triệu 500. 14 triệu 500 anh chị nha, AV đầu bò. Xe lắc đầu bò. Rồi. Xe ký giấy chính chủ. Dạ. Đó. Rồi. Giá mình để là 14 triệu 500, có thể là bớt phí tí xíu cho anh chị đúng luôn. Rồi, rồi kế bên là một con AB này là 208 hay là 9 này. Con này là 209 luôn em. Con này thì bán với giá là 10 triệu 500. Con này xe zin luôn. 209 với cái giá 10 triệu 500 này nó sẽ là đầu 209 và nó là chưa có phun sơn điện tử anh chị ha. Chưa FI đó. Dạ, máy móc mình cũng qua sửa chữa làm gì vậy? Con này thì xe zin em, máy móc thì chưa làm gì hết. 54V4-6790 anh chị ha. Rồi. Đây còn một con zin này em chưa có dọn rửa gì luôn. Con này là rim Thái. Dạ. Rồi. Đây, con rim Thái mới về chưa dọn rửa anh chị. Chưa dọn rửa. Nói chung là xe này thì cô chú anh chị em mua về mà muốn dọn thì nó mua những cái xe này thì rất là hợp lý. Đúng luôn. Rồi. Em bán với giá là 7.800.000 cho một con rim Thái. Đây là em chưa rửa luôn này. Xe vừa mới về. Đó. Rim Thái 7.800 anh chị ha. Nhiều khách hàng có muốn nhu cầu về mua xe rẻ về dọn lên á thì chị mua mấy con này rất là hợp lý luôn. Tuyệt vời luôn á. Đúng rồi. Rồi 7.800. Mấy con này mình còn không? Đúng rồi, mấy con này xe cọc hết rồi, rồi em. Rồi, cọc rồi ha. Xe cọc hết rồi. Camera em quay hết những cái dòng xe bên cái xe máy của anh Huy cho anh chị theo dõi đi em. Đó, anh chị các bạn cô chú nào mình ưng con xe nào thì trong quá trình quay video á thì mình cứ chụp cái màn hình lại rồi mình kết bạn về cho cửa hàng theo số em là để cho màn hình để cửa hàng sẽ quay phim chụp hình chi tiết lại cho mọi người mình tham khảo ha. Đó, còn ở đây thì bây giờ chắc là sẽ nhờ chị chủ chia sẻ lại giúp em về hai số điện thoại cũng như là đường đi của mình cho nó dễ hơn tí về địa chỉ em, rồi đó. Cửa hàng em thì nằm ở 146 Đỗ Văn Giày, xã Tân Hiệp, Hóc Môn. Một hướng đi từ Tân Quy lên thì có thể là cách cửa hàng em khoảng 7 km. Còn đi từ hướng chợ Hóc Môn vào thì khoảng 1,5 cây. Dạ. Đó. Còn cô chú anh chị em có nhu cầu ủng hộ xe cho em thì điện thoại về cho em hai số điện thoại là 0932579697 hoặc là 0964382468. Hai số điện thoại của em đều có Zalo hết. Để em có thể gọi quay video từng chiếc xe mà cô chú anh chị muốn xem kỹ hơn, chi tiết hơn để cho cô chú anh chị em yên tâm mua xe. Và bên em cũng hỗ trợ ship xe đi toàn quốc luôn. Rồi có hỗ trợ trả góp luôn anh chị ha. Có hỗ trợ trả góp. Chỉ cần chứng minh nhân dân thôi là mình trả góp được. Và đặc biệt là các bạn đừng có nợ xấu. Ship xe thì cả nước đều ship được hết. Quan trọng là cái phần chi phí thì các bạn liên hệ về cho cửa hàng để hai bên thương lượng nha. Địa chỉ thì chị cũng chia sẻ rồi. Số điện thoại thì em cũng đang để trên màn hình. Anh chị các bạn cô chú có thắc mắc thì mình cứ gọi về hai số này. Có cả Zalo, em xin nhắc lại là có cả Zalo luôn. Thì bên hàng sẽ chụp hình và quay phim chi tiết kỹ hơn cho mình anh chị ha. Không biết chị có chia sẻ thêm với các bạn nữa không để chị em mình trước khi tạm dừng video hôm nay á. Hôm nay thì em đã báo giá một cái lô xe rất là mềm. Em cũng mong được sự ủng hộ nhiệt tình của cô chú anh chị và các bạn giống như là video trước. Để em có thể video sau em có thể là tiếp tục đưa ra những con xe không lợi nhuận cho khách hàng. Tại vì hôm nay nói chung là em đã báo giá rẻ rồi chứ em chưa có mua được những chiếc xe nó không lợi nhuận, nhưng mà không có nghĩa là xe mua những xe về không đi được. Em phải những chiếc xe phải sử dụng tốt và đẹp thì em mới dám bán cho khách hàng. Cho nên là em cũng mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị thật là nhiều. Em xin chân thành cảm ơn. Thôi thì Ngô Nguyễn với chị chủ cửa hàng xe máy của Hoàng Huy cũng xin cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị rất là nhiều. Để dành thời gian quan tâm thì gửi hết video của Ngô Nguyễn hôm nay nha. Còn giờ thì hai chị em mình xin chào. Hẹn gặp lại tất cả các bạn cô chú anh chị video sau nha. Chào tất cả các bạn anh chị. Oh, 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 oh